Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay 63 sẽ tiếp tục một video mình giới thiệu cho anh em về tựa game Tây Du VNG. Cụ thể hơn là hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về các hoạt động ở trong tựa game này. Tựa game này nếu như bạn nào chưa biết thì Tây Du VNG là một tựa game nhập vai thể tướng rảnh tay lấy chủ đề về bộ chuyện bộ tiểu thuyết sử thi rất nổi tiếng của Trung Quốc Tây Du Ký. Đấy, bạn nào fan Tây Du Ký ở đây chắc chắn là sẽ rất là yêu thích. Thì con game này được nhanh VNG vừa ra mắt và hiện tại thì đang rất là thu hút được rất là đông anh em game thủ, bởi vì mình nghĩ là lối chơi là một phần thôi, quan trọng là cái đồ họa và cái chủ đề game nó gây thu hút với anh em game thủ. Thì 63 cũng dành thời gian để cày phiên bản tiếng Việt của tựa game Tây Du VNG này, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khám phá các hoạt động của con game này nhá. Một tựa game mà mình nghĩ là sẽ rất là một tựa game mà mình đánh giá khá là cao về mặt đồ họa cũng như là gameplay, đặc biệt là các cái tính năng hoạt động trong game nó cũng rất là đa dạng. Thì các bạn đã biết rồi, game thẻ tướng thì chúng ta sẽ chủ yếu là đi chiêu mộ nhân vật này, xây dựng đội hình, nâng cấp nhân vật và chiến đấu. Tuy nhiên mà điều mà anh em quan tâm hơn đó là yếu tố các cái tính năng hoạt động trong game nó phải đủ sức hấp dẫn anh em game thủ. Thì đối với game Tây Du VNG này, chúng ta sẽ có rất là nhiều hoạt động hấp dẫn mà người có thể làm. Thì hàng ngày các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ này cho mình. Đấy, đây là bảng nhiệm vụ hàng ngày này, các bạn cố gắng làm được 100 điểm năng động chúng ta nhận thưởng thêm. Và trong phần nhiệm vụ này thì sẽ có rất là nhiều hoạt động hàng ngày mà người có thể trải nghiệm. Mình ví dụ như là các bạn có thể vượt phó bản hàng ngày này. Đó, vượt phó bản thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải vượt phó bản để có thể gọi là lên cấp nhanh này, rồi kiếm các cái nguyên liệu để các bạn thể nâng cấp cho võ tướng của bạn. Đấy, các bạn thể thức cái đồ họa của game Tây Du VNG nhá. Game thì đồ họa 2D thôi, nhân vật thì thiết kế kiểu style manga. Đấy, nhưng mà được cái là hiệu ứng chiến đấu rất đẹp và nó có những cái đoạn cắt cảnh theo kiểu style anime ấy, rất là hoành tráng và đẹp mắt luôn. Bạn đây, mình nhìn đây, rất là đẹp mắt luôn nhá. Wow, đẹp chưa? Đây là tướng búp máu này. Và đánh xong lượt đầu tiên thì mình có thể bỏ qua nhanh được trận đấu nhá. Đây là tướng khó nên là nó sẽ chưa bỏ qua nhanh được. Đây, mình thể bỏ qua nhanh này. Và cố gắng đánh được 3 sao nhá. Đấy, độ khó nó sẽ tăng dần mọi người ạ. Thì đây là phần vượt ải thông thường này. Rồi chúng ta sẽ có phần các hoạt động đây, các hoạt động hàng ngày như kiểu là chúng ta sẽ có đối quyết vinh dự. Cái này là các bạn để ghép đôi để thi đấu với người chơi khác. Đấy, hệ thống nó sẽ tự động ghép đôi. Cái này thì là ngẫu nhiên thôi và đánh theo rank á. Ồ, thắng rồi này. Và các bạn sẽ leo rank. Đó, các bạn sẽ leo rank và nó sẽ có những cái hạng như cái hạng cao nhất. Đây, thất tinh, tứ tượng các thứ này. Các bạn sẽ ghép trận với mình. Và hệ thống sẽ tự động ghép trận và các bạn sẽ leo rank lên. Đấy, rank càng cao thì các bạn sẽ nhận thưởng càng nhiều. Đây, mình sẽ nhận thưởng đó. Đây là phần PvP nhá. Rồi các bạn hãy đổi các vật phẩm ở trong phần cửa tiệm này nữa. Đổi mảnh tướng các thứ. Tiếp tục chiến đấu này. Đó, chúng ta sẽ chiến đấu nhá. Và các bạn sẽ cố gắng leo rank. Càng ngày thì nó sẽ càng khó hơn. Lúc đấy thì các bạn sẽ phải nâng cấp. Đây, vừa nói xong thì thua xứ mất. Và khi các bạn thua ấy, thì các bạn sẽ bị trừ điểm nhá. Đây là việc leo rank này thì nó cũng phụ thuộc vào cái lực chiến của tổ đội khá là nhiều. Thế đây là hoạt động đối quyết hình sự này. Rồi chúng ta có phần đấu trường. Đấu trường này thì quá quen rồi. Các bạn sẽ cũng là leo hạng thôi. Và hạng càng cao thì bạn nhận thưởng càng nhiều. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thử thách ở đây. Các bạn để khiêu chiến người chơi khác. Đấy, ôi thua rồi. Nói chung là cũng khá là khó đấy để vào top 1000. Hiện tại thì game rất là đông ấy và top 1000 cũng khá là khó. Thì các bạn cũng tương tự như vậy, leo hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều và cũng có phần cửa tiệm là đổi thưởng. Tiếp đấy là chúng ta có phần Tam Thiên Ảo Cảnh này. Trong phần Tam Thiên Ảo Cảnh này mình sẽ khiêu chiến nhá. Đó, nó sẽ khiêu chiến với NPC thôi. Và cái này thì cũng có thể bỏ qua nhanh được. Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ nhận thưởng tướng. Nó sẽ, dụ như này là 12 tầng. Đấy, mình sẽ vượt qua đủ 12 tầng thì mình sẽ nhận được hết tất cả phần thưởng. Đó, cái này thì đánh rất là nhanh rồi. Tiếp đấy là chúng ta có phần Tâm Ma level 43 nó mới mở. Cái này chưa mở được, anh em rất là tiếc. Rồi có phần Linh Khư này. Linh Khư này thì là các bạn sẽ vào phó bản tổ đội. Đó, các bạn có thể vào đội nhanh nhá. Đây, mình sẽ vào tổ đội. Một tổ đội sẽ là tối đa là 3 người. Và chúng ta khi mà đủ đội thì hệ thống nó sẽ tự động vào khiêu chiến. Đấy. Rồi, đây là phó bản tổ đội nhá mọi người nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi theo này. Ồ, cái này nó... Đây, mình sẽ đi theo các đồng đội của mình. Đây là phó bản tổ đội rất là hay. Nói chung là game thẻ tướng ít game mà có những cái hoạt động tổ đội như kiểu con Tây Du VNG lắm anh em ạ. Đấy, nhận thưởng rồi, các bạn sẽ vào khiêu chiến. Đấy, đây là phó bản tổ đội, chúng ta sẽ vào đánh boss. Đây, mình sẽ vào đánh boss này. Đấy, chúng ta sẽ vào khiêu chiến boss.
Con này bỏ qua nhanh và nhận thưởng thôi. Rồi. Đấy, phó bản rồi, chúng ta sẽ xuống đến tầng 2 này. À, tối đa là 3 tầng nhé mọi người nhá. Tối đa là sẽ có 3 tầng. Và cái này nó không có auto mọi người nhá. Nó không có auto đâu. Nên là sẽ phải đi cùng nhau. Đây có dưới này có tầng bí ẩn này. Đấy, các bạn này mở hòm nhận thưởng rồi vào khiêu chiến các thứ. Đấy, thay nhau khiêu chiến. Rồi, mình sẽ đi xuống đây. Nó như kiểu một cái mê cung ấy, anh em ạ. Game thì nó như kiểu một cái mê cung á. À, mình sẽ đi, tất cả mọi người sẽ cùng nhau khám phá. Mở hòm nhận thưởng này. Đấy, chiến đấu. Nhận thưởng, rồi lại đi xuống đây nha. Ồ, hay chứ. Đây là lần đầu tiên mình đi cái phó bản tổ đội này đây anh em ơi. Đây là lần đầu tiên nha. Rồi, vào khiêu chiến boss. Chúng ta xuống tầng thứ 3. Đây, tầng thứ 3 này. Lại chiến đấu. Mình sẽ vào chiến đấu. Đó. Cái nào không phải boss khó thì nó sẽ chiến đấu nhanh nha mọi người nhá. Lại mở hòm này. Rồi. Đấy, nó như kiểu đi vào cái mê cung ấy anh em. Đấy, mình sẽ đi vào cái mê cung như này. Rồi, tiếp tục nha. Đấy, các bạn này khiêu chiến nhá. Đấy, các bạn này tiêu diệt kẻ địch để nhận thêm thưởng hả. Uầy, cái phần số 3 này. Đây, lại hòm kho báu này. Nó hơi mất thời gian một xíu nhưng mà mình thấy là cũng hấp dẫn bởi vì là như mình đã nói ấy, rất hiếm có cái một cái tựa game nào mà nó có phó bản tổ độ như thế này. Đây và khiêu chiến boss. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Rồi, thì đây là cái phần gọi là phó bản tổ độ nhá. Đấy, chúng ta sẽ rời đội này. Sau này nó sẽ có nhiều độ khó khác nhau. Rồi chúng ta có phần gọi là lung linh thám bảo, cái này thì mình giới thiệu rồi. Thì các bạn thể tự động hàng ngày sẽ cần một điểm tinh lực này. Các bạn sẽ tự động đó bấm vào để đi thám bảo và các bạn sẽ nhận được các cái phần thưởng đấy tương ứng và chúng ta có thể nhận thưởng và kích hoạt cái linh khí này ra. Đấy, quan trọng là kích hoạt cái linh khí này này. Tiếp đấy là chúng ta sẽ có một cái phần rất quan trọng là phần tông môn, nó như kiểu bang hội ấy. Trong phần tông môn này chúng ta sẽ có các hoạt động hàng ngày như kiểu là cầu nguyện tông môn này, các bạn có thể xin mảnh tướng của những người chơi khác. Đấy, mình có thể xin các mảnh tướng của những người chơi khác. Đấy, và cũng như là các bạn cũng thể tướng nào bạn không chơi ấy thì bạn có thể cho người khác mảnh tướng. Đấy, mình sẽ góp để cũng như là được cái điểm cống hiến cho bang hội. Đấy, cái này rất là quan trọng nha mọi người nhá. Rồi, có tiệc tông môn, cái này thì nó sẽ mở vào khung giờ buổi tối, cũng như là sẽ có cả săn boss tông môn là diễn ra lúc 10 giờ tối thì phải. Đấy, và lúc 12 giờ trưa và 10 giờ tối thì chúng ta có thể khiêu chiến. Cái này nó tính theo điểm cho cả bang hội. Đấy, thật ra thì nó phần bang hội nó còn rất là nhiều hoạt động nữa cơ, nhưng mà nó mở theo ngày á anh em. Đấy, như hôm nay thì nó sẽ mở boss tông môn, có rất nhiều hoạt động khác nữa, thậm chí là bang chiến các thứ đầy đủ luôn. Một phần nữa là phần gia trang. Đây là cái phần này mình ở trong video trước mình đã nói rồi. Cái phần gia trang này nó kiểu là cái gia viên của bạn. Thì các bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động trong game này. Đấy, lấy quà chép này, lấy phần thưởng này. Đó, rất là nhiều phần thưởng hấp dẫn. Rồi tham gia mini game, các bạn phải nhận đào, hứng đào. Cái này đi hứng đào mọi người ạ. Đấy, bấm vào màn hình, thả tay ra thì xe nó dừng. Đấy, cố gắng là hứng càng nhiều được đào càng tốt, các bạn sẽ nhận thưởng càng nhiều. Cái này là cái sự khéo léo của người chơi. Ui, rơi vào đầu rồi, trượt rồi. Đó, rất là khó đấy, trông vậy thôi mà nó cũng khó phết đấy mọi người. Ấy à, trượt hết rồi, ôi rồi. Hơi fail mọi người ạ. Đây rồi. Đấy, cố gắng là hứng càng nhiều càng tốt trước khi về đích nhá. Ôi ôi. Trượt mất. Đây, cố gắng là quả đào cam thì nó sẽ thưởng nhiều hơn. Đấy, nó đến gần thì nó sẽ tự động rụng xuống. Các bạn sẽ phải rất là khéo léo. Đấy. Rồi, tiếp tục nha. Nhận thưởng này. Rất nhiều phần quà. Rồi, đấy thì đấy, có rất là nhiều hoạt động ở trong cái phần gia viên này. Rồi chúng ta có phần phó bản hàng ngày này, các bạn thể khiêu chiến và để nhận được các cái phần thưởng là các cái nguyên liệu các bạn nâng cấp tướng hàng ngày đó. Đấy, mỗi ngày các bạn khiêu chiến mỗi một phó bản này thì sẽ có 2 lượt để cho các bạn, anh em khiêu chiến. Đấy, các bạn thể nhận các nguyên liệu như kiểu là bạc này, rồi các cái nguyên liệu các bạn nâng cấp tướng thì có đầy đủ trong phần này. Đấy, tức là một số hoạt động hàng ngày thì nó sẽ ở trong cái phần gia trang này nhá. Rồi có nhật dạ tuần du này, các bạn sẽ cử tướng đi treo máy nhận thưởng, nó là thưởng treo máy đó mọi người.
Đó, nó sẽ có khung thời gian mình để 20 tiếng này. Hoàn thành tuần du thì các bạn sẽ nhận thưởng nhá. Đó, được mảnh tướng các thứ. Các bạn cần tướng nào thì các bạn sẽ cho nó đi tuần du này. Và mình có thể đi khiêu chiến để mở thêm slot. Cái này nó dựa thêm lực chiến và cấp độ của người chơi này, nó sẽ mở thêm slot. Đây, cử thêm tướng này. Cho khổng tước vào. Ồ, mình để nhầm có 4 tiếng rồi. Đó, đây là nhật dạ tuần du nhá. Rồi phương thốn họa quyển này, các bạn thấy thêm rất nhiều hoạt động luôn ấy. Khiêu chiến. Đó, mình sẽ vào khiêu chiến và cái này xong thì mình sẽ nhận được búp, búp này cho cả tổ đội. Các bạn cố gắng là mỗi ngày hoàn thành tất cả những cái hoạt động này cho mình. Đấy, nhận được rất là nhiều tài nguyên luôn. Đấy, ưu tiên là sử dụng những cái kỹ năng màu tím nhá, chọn một trong ba kỹ năng. Rồi các bạn để tăng điểm thân mật cho NPC. Nó cũng sẽ tăng lực chiến mọi người nhá. Đấy, rồi có cả tiên đào này, các bạn sẽ dùng tiên đào cũng tăng lực chiến luôn. Rất nhiều động rồi, đừng quên là cũng trang trí cái nhà của bạn nữa, cũng tăng lực chiến luôn. Cũng là một cái hoạt động mà mọi người cần lưu ý khi mà chơi con Tây Du VNG này. Nói chung là game này nhiều tính năng hoạt động lắm. Trông đơn giản vậy thôi, ngoài việc là chiến đấu vượt phó bản ra, hôm nay có rất là nhiều cái hoạt động hàng ngày để các bạn làm. Đây, ngay cả việc là trang trí cái căn phòng của bạn thôi, trang trí gia viên thôi, nó cũng là một cái tính năng mà không phải game thể tướng nào cũng có đâu. Mà với con Tây Du VNG này nó cũng có luôn. Đấy, thì anh em tha hồ mà trải nghiệm một cái tính năng mà mình đánh giá rất là cao ở trong con game Tây Du VNG này, đó là phần gia trang hay còn gọi là gia viên. Nói vậy thôi, nói chung là game thì nó sẽ có rất rất nhiều hoạt động nữa. Ở đây mình còn chưa mở hết cơ. Đây là 43, nó còn mở thêm tâm ma các thứ này nọ nữa cơ này anh em này. Đấy, rồi sư phụ mau chạy đi, nó có rất là nhiều mini game và sự kiện hấp dẫn. Mình còn chưa mở hết cơ vì game nó quá nhiều hoạt động luôn. Nhưng mà mình giới thiệu cho anh em bởi vì là cũng hơi tốn thời gian một tí để mình trải nghiệm hết được. Nhưng mà các bạn thấy là cái hoạt động game này chơi thoải mái cả ngày không hết đúng không? Thì bạn nào mà quan tâm đến tựa game Tây Du VNG này, các bạn có thể tải con game này trên Google Play nhé, App Store nhé. Cảm ơn đã theo dõi bên này của Sói Bạc. Đừng quên like, share, chia sẻ, subscribe cho kênh Akobi khiến em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye! Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.